Chờ bên lên em rồi đó. Chúng ta đi được ngay. Mai cột cái thằng này lại cố định luôn. Cái này là cái gì đấy? Cái này em để em đeo. Cái đeo để đeo đeo sao á? Rồi đang chuẩn bị cho dây sáo đây. Sao dùng này nó lại hơn vậy không? Bên khí đồng học. Chuẩn bị lên em này nha các bạn nha. Không nhớ cục nhiều giấy vậy. Còn cái gì phải trắng như vậy? Cần không? Không cần. Đây cái đang dùng giáo trắng. Cho đủ tác phong. Á này gió. Á là kêu. Hai vào vòng vào. Quá hai vòng rồi. Rồi chuẩn bị cho bay lên em 4,5 m này nha các bạn nhé. Bộ này bộ hoa còi này, hoa còi kíp. Chơi đại có 5,7 nghìn video, đây là khá nhiều hơn. Và phải nói mua về cảm ơn. Rồi chuẩn bị cho đi máy em này nhá. Các bạn chuẩn bị các bạn sẽ nghe được tiếng hoa còi siêu VIP. Rồi chuẩn bị lên em này nhá. Lên. Lịp luôn. Nó lớn quá. Này nó đảo quá. Flip luôn. Con mày đây đi, con mày đây. Thả đi. Thôi rồi được rồi, vậy thôi. Đó trên cao không có đâu. Được nhá. Chuyển mình lên cái này nhá. Ôi, cháy rồi.
nhiều cái hay biết. Sáng bán hả? Xe đéo ở đâu? Được luôn nào? Vậy chị đi thả diều chứ cứ ở đó canh sao được? Vậy tối lên. Đấy khác liền nhá. Hôm nhìn nó chả đều lắm, con này chả không đều. Vài bên nó đổ lại, đổ keo mà nó chỉ vài khác nữa. Con này cái vai của 4,5 mét chứ phải con vai 5 mét hả? Mời quá đẹp, tuyệt vời.